Miền Bắc đang chìm trong những ngày giá rét nhất của mùa đông khi nền nhiệt tại nhiều nơi đã hạ rất thấp. Đặc biệt ở Mẫu Sơn, Lạng Sơn, nhiệt độ sáng ngày 9 tháng 1 chỉ âm 3,4 độ C, băng tuyết phủ trắng xóa khắp nơi và cảm giác thì cực kỳ giá buốt. Tuy nhiên mới đây, khắp trang mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại hình ảnh của một người đàn ông không mặc quần áo, trèo lên cây hò hét ngay tại đỉnh Mẫu Sơn giữa thời tiết lạnh buốt, khiến dân tình nhìn thôi cũng thấy thêm rét run người. Theo nội dung đoạn clip, người đàn ông trung niên chỉ mặc độc một chiếc quần đùi đỏ rồi trèo lên ngọn cây tại Mẫu Sơn. Bất chấp xung quanh băng giá phủ đầy, trời đất âm u, người đàn ông vẫn tỏ ra rất bình tĩnh, khỏe mạnh. Thậm chí, người đàn ông còn đu bám trên cây rồi hò hét. Khi nhiều người đứng dưới hô hào, người này còn vẫy tay chào và kéo quần xuống để lộ vòng ba của mình. Ngay sau khi được đăng tải, đoạn clip trên đã nhận được sự quan tâm rất lớn từ cộng đồng mạng. Tất cả đều phải choáng váng bởi người đàn ông quả thực có sức chịu đựng phi thường. Có người nghĩ người đàn ông có lẽ có sức khỏe rất tốt, luyện tập nghiêm ngặt nên mới có thể chịu đựng được thời tiết băng giá như vậy. Tuy nhiên một số khác lại cho rằng có thể người này chỉ đang muốn thể hiện bất chấp sức khỏe của mình để thu hút sự chú ý. Một số bình luận từ cộng đồng mạng, nếu anh này có rèn luyện nghiêm túc rồi thì tốt, ở nước ngoài cũng có nhiều người tắm băng mà không sao cả. Tôi thấy chú này như muốn thể hiện thì hơn, tự nhiên kéo quần hú hét nhìn không vừa mắt. Hiện đoạn clip trên vẫn đang được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Trước đó, ngày 8 tháng 1 nền nhiệt đo được tại trạm Mẫu Sơn lúc 6 giờ sáng là âm 1,6 độ C. Băng tuyết cũng đã xuất hiện nên nhiều du khách đổ về đây để ngắm cảnh thiên nhiên kỳ thú. Nhiều lớp băng tuyết phủ kín rừng núi Mẫu Sơn, các thảm thực vật ở đây cũng bị đóng băng trắng xóa. Không khí lạnh mạnh khiến nhiều nơi rét đậm rét hại.